Chào mọi người nhé. Hôm nay mình đi test cái con diều lắp kép mét 8 này. Với bộ sáo gọi chó đây mọi người nhá. Đây con diều đây, bó gọn nó bó rồi đem ra bãi thả thôi, rất là thuận tiện trong câu vận chuyển, không phải nó không bị gập hay là gì cả. Đến nơi thì mình bắt đầu mình lắp kép vào rồi mình thả thôi. Đây là hai bên cánh diều này. Cái đuôi diều này. Đây là cái thanh giữa. Con diều đây mọi người nhá. Đây. Hiện tại thì mình chưa để cong cánh nhá, thử thả xem không cần cong cánh nó bay được không. Sáo gọi chó đi 30. Diều một màu vàng hóng luôn, màu chó đuổi. Ok, giờ mình đã mang đằng kia rồi cho thằng Quy em nó chạy. Đằng kia có bộ cưa của ông nào kêu rất là cắt mọi người này. Thôi mình đã zoom rồi, không zoom đâu. Cái diều lại màu trắng hơi khó nhìn. Đây. Về bộ cưa nhá. Không biết bộ cưa bao nhiêu, mình kêu rất là cắt. Quay trở lại với con diều mét 8 của mình cùng bộ sáo gọi chó D30. Đỗ rất là im nhá, nhưng mà dây hiện tại căng đét, nó vẫn kiểu như nó đòi dây ấy, mọi người. Mà thêm dây, nếu mà thêm dây thì nó sẽ nhẹ hơn. Khoảng này thì gió chưa ổn định lắm.
Giờ mình thu diều về nhá. Tối rồi, không thả qua đêm này. Nó bay nó mà đứt dây mất thì mất toay mấy trăm nghìn. Lặn kiểu đấy cái thằng kia. Cầm tay mà quấn đây. Không mày lôi này. Mệt chưa? Nồi con này nhưng mà sái tay. Về phòng tay. Thôi không nói gì nữa. Tắt đi, con ạ. Con diều đây anh em nhá. Giờ mình nhảy tháo mang về thôi. Tháo rời ra từng bộ phận một. Mỗi lần thả xong lại bó gọn này, một bó thế này rồi mang về rất là thuận tiện trong quá trình vận chuyển. Đây em nhìn này, có cả diều cả sáo bó gọn trong một bó này rồi đem về thôi. Đây hôm nay cuộn dây thôi, mình sẽ kết thúc video ở đây nhá. Anh em xem video thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.